Xin chào các bạn, mình mới nghĩ ra được một kiểu móc bo gấu mới. Mình thấy khá đẹp và dễ thực hiện. Mình chia sẻ với các bạn nhé. Kiểu móc này thì phù hợp với mọi loại quần áo mà các bạn muốn móc. Tạo một nút trượt với 11 mũi bính. Cái số lượng mũi bính này thì các bạn có thể thay đổi theo độ dài mà các bạn muốn. Hàng thứ nhất, bỏ qua một mũi bính. Móc các mũi nửa kép vào trong mũi bính. Hàng thứ hai, móc một mũi bính rồi quay đầu móc các mũi đơn vào trong một nửa mũi ở phía trước của các mũi ở hàng một. Thì các bạn nhìn kỹ nhé, một nửa mũi ở phía trước của hàng trước đó. Móc toàn bộ như vậy. Hàng thứ ba, móc một mũi bính, quay đầu, rồi cũng móc các mũi nửa kép vào mỗi một nửa mũi của hàng thứ hai. Mà lần này thì là móc ở cái nửa mũi ở phía sau. Ở hàng thứ hai thì móc một nửa mũi phía trước. Hàng thứ ba này thì móc một nửa mũi phía sau này. Hàng thứ 4, lặp lại hàng thứ 2 là cũng móc các mũi đơn vào trong một nửa mũi ở phía trước của hàng trước đó.
Hàng thứ 5 thì lặp lại hàng thứ 3 là cũng móc các mũi nửa kép vào một nửa mũi phía sau của tất cả các mũi ở hàng trước đó. Lặp lại hàng 2 và 3 cho đến khi đạt được độ dài mà các bạn muốn. Sau khi móc đủ độ dài, muốn đẹp hơn thì các bạn sử dụng mũi trượt, trượt tất cả các mũi ở hai mặt cạnh và phần đáy. Phần thân trên thì có thể móc theo các họa tiết mà các bạn thích. Mình móc thử các mũi kép đơn để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Mình kết thúc video tại đây. Chúc các bạn thật vui và đừng quên đăng ký để giúp mình phát triển kênh ngày một tốt hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.